mở cửa ra cái là nó khóc liền. Em chuyển rồi đó, chịu nhận được chưa? Chị thấy rồi, miễn chuyển rồi thì được rồi. Chứ gì chân, cảm ơn em nha. Tôi có tiền vô chưa đó, rồi em cảm ơn nha. Chị giờ cũng không, chưa biết có tiền vô cái con gái nữa nó lúc dạ. Bánh sushi. Sushi. Mi nhớ xương không? Hôm nay mấy mẹ con mình ăn bánh sushi. Cái gì? Bánh ba bốn loại. Cái này là gì ta? Bánh bông bông lan trứng muối cuộn với một ly bánh lọt. Lâu quá rồi không ăn mấy cái này á, như chị trình nói là cũng bị dắt luôn á. Mà mình mua hết mấy cái này luôn, tổng tiền ship luôn là 55 đồng, 55 đồng tiền mã thôi bạn. Con ăn gì? Mi ăn gì? Vinh ăn này hả? Vinh ăn này hả? Do tiền mà, chỉ có tiền. Nè Mi nè, ba cái, mẹ cái con cái. Mình ăn thử cái bánh da lợn này nha. Chỉ có cho cái chén nước thuốc dừa đậu phộng nữa nè. Ngon không? Bánh da lợn này ngon không? Ngon quá, mấy món mới ăn mà mấy món này nè. Ăn cảm giác ngon dữ nè. Miếng ăn đi. Ngon không? Ngon, ngon quá nó. Mẹ ăn thử cái miếng cái bánh chuối nè. Trưa mấy mẹ con không nấu cơm ăn, đặt cái này ăn. Là miếng nấu cơm. Nhà có ba mẹ con nấu cơm ăn hoài cũng ngán. Miếng hấp còn ngon là miếng. Chấm lành quá nha, rồi giơ tay nha. Rồi cầm đi. Cầm đi. Coi hào này không? Rồi ăn xong rồi tắm luôn á. Ngon chưa? Để mẹ ăn thử cái bánh bột bán này coi sao. Bánh bột bán người ta làm sao nhìn thấy đẹp quá. Hôm bữa mình bắt trước mình làm á, nhưng mà nó nở tè le thôi. Ăn thử cái bánh sushi. Trời ơi, nó bớt cái bánh xấu quá, xấu quên luôn. Cái bánh người ta gói đẹp vậy nè. Mà nó bớt thành vậy luôn hả? Nhớ suy cơ hả? Ăn thử cái bánh sushi nha. Nó thiệt chứ từ nay ba mấy tuổi đời rồi, lần đầu tiên ăn cái bánh sushi này nè. Nghe nói thôi chứ cũng chưa từng thấy, bây giờ mới thấy ngoài đời luôn á. Bây giờ mới ăn nè. Ăn đi. Mi vô xương không?
Sticker của Sydney color là sticker là dream color nha. Đây, sticker chè chén. Mimi xưa mà sợ. Ăn cái này nè. Ừ, mà má ba kiện Mimi vô sư cho cơ. Mimi sư orange ha. Rồi vào sư đi. Ăn cái này ngon. Ăn cái này ngon khát nước nha. Bánh này gói sao nhìn đẹp quá hả? Mama ơi. Không, cái này chỉ bán vậy là cũng ăn cũng được á. Không, không đến đợi mắt. Không biết mọi người sao chứ mình qua đây mình ở mình nói là tiếng ở đây biết rồi quen á, cái nhiều lúc tiếng gì có nói không biết là quên á, nói không biết có ăn là sao. Ăn chăn lửa dơ không có hơi cho tôi nào. Sợ đi rửa tay đi. Bye bye mọi người.